Tiểu sử diễn viên Quỳnh Lam. Quỳnh Lam được biết đến là một nữ diễn viên người Việt Nam. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô trở thành gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam. Cô được mệnh danh là nữ hoàng phim xưa, được khán giả biết đến nhiều qua các bộ phim như Lời Nguyền, Hai Người Vợ, Con Gái Chị Hằng, Mãi Theo Bóng Em, Ải Trần Gian, Luật Trời. Quỳnh Lam tên đầy đủ là Hoàng Quỳnh Lam, sinh ngày 10 tháng 5 năm 1984 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Từ nhỏ học giỏi tiếng Anh và có năng khiếu diễn xuất. Học xong cấp 3, Quỳnh Lam từng có ý định thi vào trường Đại học Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vì nghe theo lời của gia đình nên cô chọn học khoa Đông Phương của trường Đại học Lạc Hồng. Đến năm thứ 3, ngành học thấy không phù hợp nên sinh ra chán, cô quyết định thi vào ngôi trường mình mơ ước. Cô giấu gia đình dự thi và đạt điểm cao vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Cô chia sẻ rằng, khi vào trường này tôi cảm nhận rõ thiên đường của mình là đây, tôi học đầy hứng thú. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2007, Quỳnh Lam đầu quân vào sân khấu kịch Sài Gòn, tham gia một số vai nhỏ trong các phim nhưng không đáng kể. Một năm sau, cô may mắn nhận được một vai phản diện dài hơi trong phim Chỗ Chỉ Có Một Người. Sau vai diễn này, người trong giới biết đến Quỳnh Lam nhiều hơn. Cô dần được mời tham gia nhiều phim như Đam Mê, Mùa Thu Đi Một Nửa, Hoàng Hôn Ấm Áp, Lọ Lem Thời A Còng. Cô bắt đầu khẳng định vị trí của mình bằng các vai chính diện, không rầm rộ trên báo chí hay ồn ào thông tin qua mạng như các gương mặt trẻ khác. Quỳnh Lam tự tin bước đi bằng thực lực của mình. Cô cho biết, mình không có ekip lăng xê, không có chiến lược để phát triển hình ảnh, mà tự thân gây dựng hình ảnh qua các vai diễn. Cô được đánh giá là một diễn viên trẻ tài năng đi lên bằng chính thực lực của mình. Những năm tiếp theo, Quỳnh Lam gây ấn tượng với khán giả trong hàng loạt bộ phim ăn khách như Tam Nam Vận Phú, Lời Thề Danh Dự, Có Ngựa Trời Nam, Vua Sơn Cỏ. Đến năm 2010, cô tham gia vào phim Cô Dâu Tuổi Dần của đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương, là tác phẩm nổi bật có sự tham gia của Quỳnh Lam trong giai đoạn mới vào nghề. Theo đó, cô vào vai một miên con gái nhà giàu tự lập và giỏi giang. Cô yêu cấp dưới của mình là Dũng do Hoàng Anh đóng, một chàng trai miền Tây mồ côi cha mẹ, lớn lên bằng tình thương của các chú, các dì. Người thân của Dũng ghét con gái tuổi Dần vì cho rằng có số sát phu, đem đến xui xẻo. Vì thế một miên phải giấu năm sinh của mình. Trải qua nhiều khó khăn thử thách, một miên chứng minh cho gia đình người yêu hiểu, con gái tuổi Dần không cao số như mọi người vẫn nghĩ. Sau khi tham gia vào bộ phim Cô Dâu Tuổi Dần, tên tuổi của nữ diễn viên Quỳnh Lam trở nên tỏ sáng hơn. Hình ảnh của cô luôn gắn với những bộ phim truyền hình dài tập, vốn sở hữu cho mình nét đẹp đầm thấm, dáng người mỏng manh. Quỳnh Lam rất hợp để chuyên trị các vai bi trong các bộ phim xưa. Nhiều người nhận xét cô sinh ra là để đóng các dạng phim này. Đó cũng chính là lý do vì sao cô được gắn mác là nữ hoàng phim xưa. Người đẹp có nhiều cảnh diễn nội tâm đau khổ trong các phim như Con Gái Chị Hằng, Ải Trần Gian, Thế Thái Nhân Tình, Mãi Theo Bóng Em, Khóc Thầm. Năm 2010, phim Khóc Thầm ra mắt dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Hồ Biểu Chánh, nội dung nói về những bất công trong xã hội phong kiến đối với người phụ nữ. Quỳnh Lam vào vai nhân vật tốt, tính tình hiền lành lương thiện, hy sinh hết mình cho tình yêu. Vì Cứu Thái do Trương Minh Quốc Thái đóng, thoát hàm oan để đi du học, cốt chấp nhận làm vợ lẽ nhà giàu. Dù lúc ấy đang mang trong mình giọt máu của Thái, sau nhiều năm khổ sở cô thoát khỏi cảnh sống địa ngục rồi tìm đến Thái. Khi anh từ Tây trở về, chàng trai nghèo năm nào nay lộ rõ bản chất ích kỷ, tàn nhẫn, ruồng rẫy mẹ con cô. Trong ngày Thái lấy vợ quyền quý, cũng là ngày tốt treo cổ tự kết thúc những chuỗi ngày khóc thầm. Năm 2015, cô tham gia phim Đi Qua Mùa Mưa, do Mai Dũng làm đạo diễn. Đây cũng là một trong những phim buồn của Quỳnh Lam. Cô thủ vai Duyên, có mối tình tay ba với hai anh em ruột, do Hòa Hiệp và Hoàng Anh đóng. Tuy nhiên, cha cô lại là kẻ hãm hại khiến gia đình họ ly tán. Bản tính lương thiện và sự hy sinh của Duyên đã giúp hóa giải mọi hận thù. Sau phim, khán giả thương cảm khi Duyên bị ung thư, luôn khát khao được ở bên người yêu. Nổi bật hơn là vai diễn trong phim Hai Người Vợ, có nhiều cảnh bi thương phải khóc ở hầu hết phân đoạn. Cô vào vai Trinh Trinh, một tiểu thư tốt bụng và giỏi việc nữ công gia chánh. Từ nhỏ Trinh Trinh đã có hôn ước với Thế Khải do Thanh Duy đóng, nhưng trước khi về làm dâu lại bị kẻ xấu cưỡng bức. Cô bị nhà chồng hành hạ khi biết chuyện thất thân, còn Thế Khải luôn thương nhớ người yêu cũ. Vì lý do vợ không trong sạch, anh đón Dạ Thảo do Ngọc Lan đóng về làm vợ hai và cưng chiều hết mực. Kiếp sống chung chồng khiến Trinh Trinh đau khổ khóc thầm mỗi đêm. Bên cạnh đó, Quỳnh Lam còn được khán giả đánh giá cao ở những vai nửa chính nửa tà trong các dòng phim lấy bối cảnh nam bộ xưa. Nổi bật là trong phim Mãi Theo Bóng Em, Quỳnh Lam vào vai Thư, một cô gái quê nhanh nhẹn có mối tình đẹp với Kiên do Huỳnh Đông đóng. Để có tiền cưới Thư, Kiên liều lĩnh đi bán thận của mình, để rồi bị biến chứng trở thành người thực vật. Thư lên Sài Gòn làm ô sinh để kiếm tiền nuôi người yêu bệnh nặng. Tại đây, cô bị cậu chủ cưỡng bức, rồi phát hiện bà chủ lại là người đã mua thận của Kiên để cứu con trai mình, gián tiếp đẩy một gia đình đến bờ vực thẳm. Từ đó Thư chấp nhận làm vợ Thành và đứng sau lưng giật dây lật đổ cơ ngơi nhà chồng, cho thấy từ cô gái thiện lương cô biến thành người đàn bà thủ đoạn và độc ác. Sau đó là phim Ải Trần Gian, phim xoay quanh cuộc báo thù của Tú do Quỳnh Lam thủ vai. Cha cô bị Cường Hào hại chết, mẹ tự tử, còn chị em cô ly tán. Nhiều năm sau,
Hường, chị gái của Tú Giao Ngọc Lan thủ vai, bị gia đình hội đồng giam giữ hành hạ đến không nhìn ra hình dạng, căm phẫn trước nỗi đau chị gái chịu đựng, Tú lên kế hoạch về làm dâu nhà hội đồng, bắt từng kẻ thủ ác phải trả giá. Nhiều người nhận xét Quỳnh Lam diễn tốt trong những cảnh khóc, thể hiện tính quyết đoán, sắc sảo của nhân vật, từ lúc còn là thiếu nữ đến phu nhân quyền thế trong phim Lời Sám Hối. Quỳnh Lam thủ vai Mận, ban đầu là cô gái hiền lành làm người hầu của Lệ Hằng do Nhật Kim Anh thủ vai, là vợ thứ ba của ông hội đồng Vĩnh Hưng, vì quyền thế cô trở nên thủ đoạn, hãm hại Lệ Hằng để leo lên vị trí bà năm. Phim khắc họa quá trình đấu đá tranh quyền đoạt lợi của năm người vợ, khiến họ tha hóa về nhân cách. Kết phim Mận phải chịu sự quả báo rồi hoàn lương. Những phân đoạn phản trắc mưu mô của Quỳnh Lam được chia sẻ nhiều trên Facebook. Với Quỳnh Lam, những vai diễn được xem là cột mốc trong sự nghiệp của cô, còn có vai cô Ba Thà trong phim Vó Ngựa Trời Nam, vai Một Miên trong Cô Dâu Tuổi Dần, vai Thư trong Mãi Theo Bóng Em. Quỳnh Lam tâm sự, cô đang theo dạng vai có sự thay đổi tính cách, kiểu ban đầu hiền lành rồi vì hoàn cảnh đưa đẩy trở nên thủ đoạn xấu xa dần, nhưng bản chất vẫn là người tốt. Tâm huyết với nghề, Quỳnh Lam quan niệm, hành trình cô chọn lựa là bước đi vững chãi bằng thực lực của mình. Nhìn bề ngoài của Quỳnh Lam xem những vai nữ hiền thục mà cô diễn, nhiều người dễ tưởng Quỳnh Lam ngoài đời cũng yếu đuối mong manh, thực tế cô có tính cách hoàn toàn ngược lại, mạnh mẽ cá tính và lý trí. Cô đã được đề cử giải Mai Vàng cho nữ diễn viên điện ảnh phim truyền hình trong hạng mục nữ diễn viên điện ảnh phim truyền hình, giải Mai Vàng 2016. Quỳnh Lam là gương mặt trẻ được giới chuyên môn đánh giá cao về thực lực diễn xuất. Về đời tư của nữ diễn viên, Quỳnh Lam có thời gian dài gắn bó với bạn trai người Anh sinh năm 1986, công việc là giảng viên tiếng Anh và cố vấn du học tại một trường quốc tế ở Sài Gòn. Được biết, Quỳnh Lam và bạn trai quen nhau từ năm 2011, đến nay cả hai đã trải qua 13 năm yêu nhau. Họ thường xuyên đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào lên trang cá nhân khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Cô cho biết, anh là người hiền lành và hay pha trò. Có lúc cả hai cũng có khoảng thời gian chia tay nhau, anh về nước nhưng vì xa cô anh cũng không làm được gì. Từ đó anh quyết định nơi nào có cô anh sẽ ở đó. Từ sự chân thành ấm áp ấy, đã giúp cho cả hai từng bước vượt qua bao khó khăn. Thế nhưng vào ngày 12 tháng 4, diễn viên Hoàng Quỳnh Lam xác nhận rằng mình đã chia tay bạn trai người Anh. Theo nữ diễn viên, hai người đường ai ấy đi từ cách đây nửa năm, và cô là người chủ động nói lời chia tay. Quỳnh Lam chia sẻ rằng, hai người kết thúc mối quan hệ 13 năm trong êm đẹp, cô cũng khẳng định bạn trai cũ chung thủy tốt tính. Nhưng sau 13 năm bên nhau, tình cảm họ dành cho nhau phai nhạt dần, thiếu đi sự lãng mạn. Hiện tại, cô tự chữa lành bằng công việc và cố gắng sống vui vẻ lạc quan. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.